khoảng 30 quân nhân Nga đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương tại sân bay ở Dedankoy. Kênh Telegram Kremlin White tại Crimea đưa tin hôm 17 tháng 4. Theo hãng tin Newsweek, Kremlin White là một nhóm quan sát thân Ukraine tập trung vào khu vực Crimea và thường cung cấp thông tin đáng tin cậy. Natalia Humenyuk, người phát ngôn của lực lượng miền Nam Ukraine, đã mô tả Dezankoy là mục tiêu quân sự hợp pháp nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết rõ ràng đây là một sân bay quân sự, nghĩa là một mục tiêu hợp pháp. Nga thường xuyên di chuyển tài sản để bảo vệ chúng khỏi bị hư hại, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, người phát ngôn cho biết thêm. Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, Riba, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Nga tại Dezankoi bằng cách sử dụng hơn 10 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân. ATACMS, blogger cho biết tên lửa được phóng thành hai đợt, Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Đoạn video được các nguồn tin Nga và Ukraine lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào sáng nay cho thấy những tia sáng và tiếng nổ lớn cùng với tiếng còi báo động. Dữ liệu từ hệ thống quản lý tài nguyên thông tin về hỏa hoạn của NASA, nơi theo dõi các đám cháy trên khắp thế giới, cho thấy 6 đám cháy bên ngoài của đề gian coi trong đêm một số kênh Telegram đưa tin về một loạt vụ nổ bắt đầu trước 4 giờ theo giờ địa phương và cho biết các tuyến đường gần đó đã bị phong tỏa. coi nằm ở phía nam đường giao cắt từ Crimea vào vùng Kherson, là một trung tâm quân sự lớn. coi nơi có một trong những sân bay lớn nhất của Nga ở Crimea là vị trí quan trọng để tiếp tế cho lực lượng Nga trên đất liền. Hình ảnh vệ tinh trước đây được chụp ở Derzhankoi cho thấy Nga có một số máy bay trực thăng và hệ thống phòng không tiên tiến tại địa điểm này. Đầu tháng này, các nhóm thân Ukraine hoạt động ở Crimea cho biết họ đã phát hiện hoạt động thiết lập các hệ thống phòng không trên bán đảo, bao gồm ở Dezankoi. Nhóm Ates cho biết các hệ thống tên lửa phòng không bổ sung xung quanh sân bay Dezankoi, không được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào. Ukraine trước đó đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Đầu năm nay, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Belbek gần thành phố cảng Sevastopol ở rìa phía tây Crimea. Bá đảo Crimea, nơi sáp nhập vào Nga năm 2014, đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Bán đảo Crimea ở Biển Đen hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. ISW cho rằng sự chậm trễ dai dẳng của Mỹ trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine đang hạn chế khả năng của lực lượng Kiev tiến hành phòng thủ hiệu quả, đồng thời giúp quân đội Nga linh hoạt tiến hành các hoạt động tấn công để giành được những thắng lợi đáng kể trong tương lai. Các nhà phân tích quốc phòng lưu ý rằng Nga và Ukraine đang tham gia vào một cuộc chạy đua liên tục về đổi mới và thích ứng trong lĩnh vực phòng không. Trong đó, Nga tiếp tục điều chỉnh thời gian, quy mô, thành phần và mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương. Sự chậm trễ đáng kể trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự từ Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine và đang cản trở khả năng của Kiev trong việc thích ứng với sự phát triển các hệ thống tấn công của Moscow. Số lượng hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn hạn chế buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc phân bổ hệ thống phòng không giữa khu vực hậu phương và tiền tuyến, khiến lực lượng của họ ở mặt trận dễ bị tổn thương trước các cuộc không kích của Nga. ISW tuyên bố rằng chỉ Mỹ mới có thể nhanh chóng cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không cần thiết để cải thiện đáng kể khả năng phòng không. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 16 tháng 4 của ASW. Thứ nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý rằng tình trạng thiếu hệ thống phòng không và pháo binh liên tục khiến Kiev không thể phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công đường không và mặt đất của Moscow thứ hai, ông Zelensky đã ký luật động viên mới vào ngày 16 tháng 4, đưa ra một quyết định khó khăn nhưng quan trọng trong nỗ lực của Kiev nhằm ổn định tổ chức biên chế lực lượng và chuẩn bị phù hợp cho quân đội Ukraine, cả phòng thủ và tấn công. Thứ ba, quân đội Nga ở miền đông Ukraine sử dụng các nhóm nhỏ để thực hiện đột kích và được cho là đang gặp vấn đề về tinh thần. Tuy nhiên, bất chấp những vấn đề này, các cuộc tấn công của Nga khó có thể lên đến đỉnh điểm trong tương lai gần, cho dù Ukraine thiếu nguồn lực và chất. Thứ tư, huấn luyện viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Stormz của Nga cho rằng lực lượng Moscow nên tận dụng những khuyết điểm của Ukraine do thiếu vũ khí để tăng số lượng các cuộc tấn công bằng bom lượn dẫn đường nhằm hỗ trợ các hoạt động trên bộ. Thứ năm, cơ quan an ninh Ukraine SBU gần đây đã phá hủy trạm radar tầm xa Neboyu của Nga ở vùng Bryansk. Thứ sáu. Điện Kremlin tiếp tục tập trung quyền lực vào lực lượng đặc nhiệm Amat của người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov thông qua Bộ Quốc phòng Nga MOD. Thứ bảy, cơ quan kiểm duyệt Liên bang Nga Roskomnadzor đang xem xét cấm TikTok ở Nga. Thứ tám, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Bakhmut, Avdiivka và Donetsk cũng như ở khu vực phía tây Zaporizhia trong bối cảnh giao tranh chiến hào đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận vào ngày 16 tháng 4. Cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU dường như đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar tầm xa, NEBU của Nga ở khu vực Bryansk, các nguồn tin nói với Kajipos. Trạm radar này có khả năng theo dõi không phận sâu 700 km vào lãnh thổ Ukraine. Nó đóng vai trò như mắt thần giúp quân đội Nga phát triển vũ khí của Ukraine từ xa và hỗ trợ máy bay ném bom Moscow tấn công các mục tiêu ở biên giới hai nước bằng bom dẫn đường trên không. Theo Kyiv Post, tổ hợp Nebo U trị giá 100 triệu đô la Mỹ đã bị 7 máy bay không người lái tự sát tấn công. Theo các nguồn tin, tổ hợp Nebo U không còn hoạt động sau khi bị bầy đàn UAV lao vào. Nguồn tin cho biết thêm, việc phá hủy radar này đã hạn chế khả năng phát hiện mục tiêu trên không của quân đội Nga dọc biên giới phía bắc Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, theo Kajipos, nếu thông tin chính xác thì đây là hệ thống NEBOU thứ hai của Ukraine bị phá hủy bởi đơn vị phản gián quân sự số 13 của SBU. Theo nguồn tin, hệ thống đầu tiên có thể đã bị phá hủy ở vùng Benkorod của Nga. NEBOU của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar NEBO từ thời Liên Xô được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Reuters vào ngày 15 tháng 4 cho biết, Nga và Ukraine gần như đã đạt được một thỏa thuận vận chuyển hàng hải mới trên Biển Đen vào tháng 3 sau hai tháng đàm phán, chỉ để rồi ép đột ngột từ bỏ chỉ một ngày trước khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa đã không có thỏa thuận chính thức kể từ tháng 7 năm 2023 khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian ban đầu Nga cho rằng Mỹ và EU đã không giữ đúng phần thỏa thuận, ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, theo sự thúc đẩy của Liên hợp quốc và một thỏa thuận dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen đã đạt được vào tháng trước. Họ nói rằng mặc dù Kiev không chính thức ký kết, nhưng họ đã đồng ý rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ và hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Vào phút cuối, Ukraine bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị phá vỡ. Theo dự thảo mà được xem, Ankara đã làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen tuân thủ các công ước hàng hải. Các đảm bảo sẽ không áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự, chở hàng hóa quân sự, trừ khi được tất cả các bên đồng ý, bàn sao của tài liệu nêu rõ. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét chúng, miễn là chúng không chở hàng hoặc khai báo là hàng hóa phi quân sự. Lý do khiến Kiev rút lui chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương gặp rủi ro. Phát biểu với các phóng viên hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow từng tấn công tàu Ukraine ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc. Ông nói một trong những lý do khiến Moscow không quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là việc kỳ ép lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận. Ông Lavrov tuyên bố người Ukraine đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí của họ dưới dạng máy bay không người lái của hải quân, gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Ông nói thêm, theo thỏa thuận cũ, chỉ có 3% số ngũ cốc được vận chuyển của Ukraine đến các quốc gia trong danh sách các quốc gia có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Kể từ đó, Moscow đã quyên góp 200.000 tấn ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi với lô hàng cuối cùng đến vào tháng 1 năm nay.